Dạ rồi, con xin mến chào tất cả quý chú. Chào mừng quý chú đã quay trở lại với kênh ha. Hôm nay thì tiếp tục ghé lại vườn của anh Quý Mận tại phường Thái An, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ. Quý chú, anh giới thiệu đến quý chú một số cây ha, có cả cây ăn trái, bonsai, kiển cổ, nói chung là đủ các loại hết luôn. Khế, lê kỳ ma, phát tài, rồi lộc vừng, rồi chồi mồi, mít, nói chung là rồi linh sam, rồi mai chiếu thủy, đa dạng hết ha quý chú. Thì mời quý chú cùng gặp lại anh Quý ha, anh sẽ giới thiệu cho mình để mình lựa chọn ha. Rồi em chào anh. Ơi chào Khánh và chào bà con cô bác nha. Và hôm nay em trở lại kênh bonsai lục tỉnh miền Tây. Em giao lưu với cô chú anh chị như một số cây như Khánh giới thiệu trên tiêu đề ha. Và Dạ. trong đó em cũng có nhiều đa dạng cây nha cô chú anh chị. Mong quý cô chú anh chị ủng hộ em. Và số điện thoại của em là 0975 929 126, đó cũng là số Zalo của em nha. Rồi. Dạ em cũng không muốn làm mất thời gian của quý cô chú anh chị, em vô chi tiết cây số 1. Số 1 là cây phát tài anh Dạ ha. cây phát tài. Ok, cây này khá là già Đó, chú, cây anh này cắt lại bonsai dạ luôn. cắt lại đó cô chú anh chị, về mình coi mình có tay nghề mình tỉa là bớt nè cô chú anh chị, cái này nó dư chi dư nhánh tùm lum vậy đó. Dính ở trên cái cột trên đầu nó xòe Dạ ra đẹp lắm cô chú. vậy đó cô chú anh chị. Đó. Ok, phát tài Dạ rồi chiều cao nó từ mặt bầu lên tới về là được 80 ha cô chú anh chị. ha. Dạ, đế cũng khá đẹp nha Dạ cô cái chú. này cái đế khá đẹp ha cô chú anh chị, đế nở chạc ra nè cô chú anh chị xem nè, Dạ rồi. chiều gan hết cho em. Rồi em ta vô hoành luôn, rồi hoành gì là 40 hả cô chú anh chị. Dạ 40. Dạ Dưới thì nó to hơn. dạ dưới to hơn, khỏi khỏi to dưới đi. Rồi, cây này giá sao đây anh? Dạ cái này mã số 1 này em giao lưu cô chú anh chị là 1,6 triệu, em bao ship toàn quốc cho cô chú anh chị. 1,6 triệu anh ha, bó dạ bầu, bao ship dạ toàn bó quốc luôn. bầu bao ship Dạ phát rồi. tài nha. Dạ Phát tài. Rồi, tiếp anh Quý ha. dạ tiếp quả số 2 là cây lê kỳ ma hả cô chú anh chị. Đó, lê kỳ ma. Rồi, lê kỳ ma. Dạ. Cái bệ lê kỳ ma dạ, cái của chú. bệ, nguyên bệ hả cô chú anh chị. Nguyên Liên một quanh bệ. nha, không có tách được nha cô chú anh chị. Dạ. Nguyên bệ ha. Rồi, em đo cái chiều cao nó lên đường gì được có 35. Rồi tổng cái bệ gì là được 95 hả cô chú anh chị. 95. Dạ. Rồi, mấy cây này mình trừ hao đi anh Dạ, ha, trừ trừ hao hao. chút Dạ. đỉnh đi. 95. Dạ. Rồi, nó lên vậy nè chú, một bệ nó lên nhiều cái Bệ thân. nhiều thân nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi, giá sao đây anh Quý? Dạ cây này thì em cũng giao lưu cô chú anh chị là 3 triệu. Em ship toàn quốc cô chú anh chị. Cây này em rút qua bó bầu nha. Dạ. Dạ 3 triệu Lê Kim Ma. Rồi, tiếp tục giúp em luôn ha. Dạ. Tiếp tục cây số 3 là cây cây tùng. Tùng. Tùng Vạn Niên. Tùng Vạn Niên cô chú anh chị ơi. Dạ. Nó có dáng gì vậy đó. Nó có hai cành Nó thôi. có hai cành Mình đó. có biến thế ra mình Dạ. chơi một cũng được đó chú, Một cũng bắt được cắt bỏ này dưới luôn, chơi cành kia thôi cũng được đó nè. Dạ. Bẻ xuống văn nhân luôn. Vậy đó cô chú anh chị ơi. Cây này thì đế bảo đế nha, ok luôn nè. Dạ rồi. Cây này già cây lắm rồi. Cây khá là già cây Dạ. ha. Thịt nó đỏ tư hết trơn kìa. Cái da nó da đỏ tư. Rồi chiều cao 70 hả cô chú anh chị. Rồi tán ngang gì thôi được 80. Dạ, cây khỏe lắm chú, Dạ. đang ra tược mới nè ha, đang ra lộc lộc mới. Cao 70 ngang 80 anh ha. Dạ. Cao 70 ngang 80. Rồi, em đo quanh luôn. Rồi quanh đây là 30 34 tính 33 thôi cô chú cho chị ơi. Dạ rồi. Dạ. Đế đường kính đế luôn đi anh. Đế này đều của chú, Dạ. đế cây này đẹp nè. Đường kính ngang gì gì là được kể như 45 đi. 45 anh ha. Dạ. Để bỏ đều, bỏ đều gan hết trơn hả cô chú anh chị, đặc biệt là cây thì già không có nè bị bởi nó cháy già đỏ gì tư hết nè. trơn anh ha, Dạ không gì chứ. không có bị cháy lỗ gì hết Dạ trơn đó. cây Liên lạc già ha. lắm, già già Không. Rồi, nhiêu đây anh? Dạ 1,6 triệu, cái cũng ship toàn quốc hay cô chú anh chị, 1,6 triệu số 3. rút chậu ship Dạ toàn quốc. dạ rồi tiếp tục anh ơi. dạ tiếp tục là tới cây khế. Một cây khế. Dạ khế này khế chua ngọt hay dạ sao cái khế đây này à? Khế ngọt. Khế ngọt anh Quý ha. Dạ nó có dáng cũng lạ lạ hả cô chú anh chị. Dạ người ta làm chặt hồi đó cưa cái thân sao nào chú, nó lên khúc rồi ha. Cái này là đế cũng khá lắm cô chú. Đó. Đế cũng đều. Rồi một cây khế ngọt phía trên này thì người ta lấy hai cái tầng vậy nè. Mình có thể mình chơi một tầng thì mình bỏ dạ, luôn rồi. Ở dưới anh ha. Dạ cái đó thì Làm cái tàn dù ở trên này. Em để em trừ hao cho nó thấy nó quái quái ha cô chú anh chị, về mình thích sao thì mình
làm theo ý mình ha. Ở đây đây một tầng rồi lên đây một tầng đó vậy đó. Cây thì cây đế đều bắp bắp cô chú, đế lực chấm lực cô chú anh chị. Rồi đo giùm em luôn anh quý ơi. À, em đo nếu mà đo tới cái đỉnh trên này luôn đây ha, tới cái mặt bầu vậy là được và 2 mét cô chú anh chị ơi. Dạ, thích hợp làm cây dù của chú ha. Dạ. Có thể mình nữa mình cắt cái này nhờ gọn lên chút cũng được, ví dụ nó cắt gọn này thì còn khoảng mấy 6 mấy 7 thôi cô chú anh chị. Dạ, em đo cho cô chú anh chị tham khảo thôi. Còn nó cái tán ngang đó gì thì được 1 mét 1. Rồi, tán rộng 1 mét 1. Dạ. Còn cái đường kính bầu. Dạ, cái đường kính bầu là 90 ha cô chú anh chị. Kính bầu 90. Bầu nhiêu là đế nhiêu đó cô chú anh chị ơi. Bầu nhiêu đế nhiêu anh ha. Dạ. Đế thì người ta chặt đế lâu rồi cho nên dạ, nó bò lại hết. Dạ, nó bò luôn rồi, bò hết trơn lên luôn đó cô chú anh chị. Đây, phía trên này thì đây nè, cây okay, có cái này vậy nè cô chú anh chị, nó sành nghe cô chú anh chị, em bao đó. Nó, em không có đổ keo không gì chân để gì cho cô chú anh chị mình tham khảo. Mã số 4. 4. Dạ. Số 4 anh ha. Dạ. Rồi đế thì mặt nào cũng vậy chú, đế mặt nào cũng cô chú anh chị ơi. 2 tầng hiện giờ thì mình thích một thì mình dạ, cắt xuống. Nếu mà thích một không thích tầng này thì mình cắt tầng này bỏ, mình để cái tầng trên này làm cái tán dù. Rồi bao nhiêu đây anh ha, cái dạ, này em đo hoành cái à đó, hoành em đo vị trí này em trừ hao còn như 70 luôn cũng được cô chú anh chị ơi. 70 luôn anh dạ, ha. Dạ, đó, trừ hao cô chú anh chị ha. Rồi, cái này thì nó đế nó nở vừa nở. Dạ. Rồi, báo giá giùm em luôn đi. Dạ, cái mã số 4 này em giao lưu cô chú anh chị là 9.500.000. Cái này em ship cho cô chú anh chị 300 km nha. Dạ, 9.500.000. 9.500.000, dạ. Rồi, phạt hết trơn ở dưới đó thành cây dù y chang dạ, luôn dạ, cô chú rồi, ha. Bung cái tàn này ra ha là mình đặt lên cái gì đó cao cao. Cái dạ, bồn cao cao gì đó là có cái bóng mát luôn. Rồi dạ, vô giao lưu cây bông trang này lại đi. Rồi cây vú sữa này sao anh? Cây vú sữa luôn, quên. Dạ, bữa nay giao lưu cây vú sữa lại nha. Cây này bữa nay sống khỏe rồi, ra tược quá mạnh luôn cô chú anh chị ơi. À, vú sữa bú đây chú dạ, ơi. Đây có một cái cục bú rất bơ, là to như này nè. Bơ lò gan hết cô chú anh chị. Nó dạ, có cái cục này nè, quái cục này nè cô chú anh chị, rất là to quá ở đây vậy đó, cục bú nè. Rồi nó ra tua tủa hết trơn anh ha, hôm nay nó sung ghê ha. Dạ, nó cái chiều bay nó về được 1m4 cô chú anh chị. Dạ. Rồi cái đem đo lên đây lên cái thân chính này được 60. Rồi hơi khó anh hả. Dạ, đó, vậy đó. Đây, cái này đường kính bầu đó, hôm rồi em đo tới 1m1 luôn cô chú anh chị ơi. Cái bầu dữ lắm, bầu cây này lớn mà. Coi dạ, coi cục này nè, nét biết cái cục này không, nó ngang gì là 50 nè cô chú anh chị. Nếu mà đo vòng nó tính nó tới 1.5 đó, cái cục này nè, cục này không dạ, có đế nha cô chú anh chị. Rồi đo đường kính được anh ha. Này, hỗ trợ vòng luôn cái dưới này đo, đo hai thân luôn đi cho cô chú anh chị tham khảo. Dạ, đó, em đo như vậy thì được 1.4 hả cô chú anh chị. Dạ rồi, 1.4 hai thân nha. Còn một thân em đo thân này đại diện đây. Rồi thân này đại diện được 85, tính 84 thôi. Dạ, dạ. Nó chạy được ok, sống khỏe cô chú anh chị. Cây này tầm chừng vài tháng là mình vô dây được rồi. Rồi mình lọc chi bớt, nó ra đều hết trơn cô chú anh chị mình. Ra đều hết trơn dạ, anh ha, hai bên tu tủa hết trơn nè. Lấy chị hướng nào nó tùy theo ý thích mình. Thí dụ mình mua mà cây đang nằm ổn định thì mình gửi lại thời gian dạ, mạnh khỏe cái mình lấy cũng được anh dạ, ha. Cũng được dạ. Chứ đang lên tượng non nè. Dạ. Đó. Đặc biệt cái cục bú, cục lọc nó nằm đây nè. Dạ. Cái thân bên đây thì nó gây hạt trễ nhưng mà nó bắt dạ, đầu nó nứt nanh nè. Dạ. Nó nứt rồi nè ha, nó dạ, nứt u nè. Mà cắt thì nó kéo cũng nó vô nè, nó đó, kéo nhựa. Nó cục bú gì chứ nó có rễ nó đâm ra nữa nè. Dạ. Nó rễ nữa nè. Đây là bú nó đây. Đế. Con đi quanh đây lại ha chứ, chỗ cũng hơi chặt. Rồi, cây này giá sao đây anh? Dạ, cây mã số 6 này em giao lưu cô chú anh chị là 15 triệu. Em cũng ship ở cho 300 km ha. 15 triệu anh ha? Dạ, dạ, 15 triệu. Vú sữa này sữa bơ lầu gàng hả cô chú anh chị? Dạ rồi, tiếp tục anh dạ, Quý ơi.
ta tiếp tục em giao lưu cây bông trang này. Bông trang Mỹ Hồng này đây đúng không? Ừ, cây này đáng lẽ bán rồi mà chụp chặt giờ nó ở lại với chủ, chiếc này giao lưu lại. Rồi, bông cây Mỹ Hồng mã số 7. Mã số 7, dạ cây này thì ok, cô chú anh chị bông quá xa bông luôn. Nói chung là đưa về là bông quanh năm, đó, rực rỡ. Dạ, Mỹ Hồng thì nó xiên bông đó chú, dạ. Đặc biệt là nó nằm đất thì nó còn dữ dội hơn nữa, dạ, bông nó to. Ok, cô chú anh chị. Mỹ Hồng, dạ. Bông rất là rực rỡ đẹp, một cốt. Em đo chiều cao gì là được 1m8 rồi cô chú anh chị. Tán rộng này chắc cỡ 2m quá anh ha. Dạ để em đo. Rồi tán rộng quá. Rồi tán rộng 1m9 cô chú anh chị ơi. 1m9. Dạ. Nó thoát thân. Dạ thoát thân tới chi cành đầu tiên là được 45. Cái này cái đế cái bệ nữa nè. Rồi nó hoành luôn ha. Rồi hoành được 22 ha cô chú anh chị. Dạ. Rồi, 22. Chỗ nào không rõ thì mình liên hệ Zalo thêm nha quý cô chú ơi. Đó, cái này thì có những cái góc quay thì mình không có lấy hết. Dạ, trong này thì nó hơi chật, khó quay. Đây, một cốt sạch sẽ anh ha. Dạ. Rồi, cây này giá như đây? Dạ, cây máy số 7 hả? Số 7 này em giao lưu cô chú anh chị là 2,5 triệu. Em cũng xét cho chú chị là 300 km. 2,5 triệu. Dạ. Cây to như thế này chỉ 2,5 triệu thôi chú, ship 300 cây. Rồi tiếp tục qua đây. Dạ, tiếp tục ra đây mình giao lưu hai cây ổi ruby. Ổi ruby. Em thì em có cả vườn là nghe cô chú anh chị mà giờ em giao lưu cho cô chú anh chị mình biết là thí dụ có cần thì em giao lưu nhiều số lượng nhiều em cũng có đó nghe. Dạ. Cây to hơn nghe cô chú anh chị. Cây này thì cây nhỏ. Nhỏ thì mình bán giá vừa cho anh em chơi. Rồi. Chiều cao được 75. Rồi hoành được 20. Cây này nó bao sống của chú anh chị là nó thừng là mấy tháng rồi đó cô chú anh chị ơi. Về là bắt đầu mình cũng để vô chậu gì. Và từ từ là cái lá này nó già là tự động nó ra bông rồi mình có trái mình ăn luôn cô chú anh chị ơi. Dạ rồi. Nhiều rồi anh? Dạ ăn cây này là 600 em ship toàn quốc cho cô chú anh chị. 600. Dạ. Nay em giao lưu cho chú anh chị một cặp à, có một cặp một à. Rồi, đổi luôn. Dạ. Còn em dâm mũ ở vườn nhiều lắm mà để chú anh chị nếu cần thì em quay trực tiếp cho cô chú anh chị xem. Cây này cũng 600 nữa cô chú anh chị. Dạ, ổ ruby. Dạ, ruby ruột đỏ nha. Rồi chiều cao nó được 60. Rồi tán ngang nó 50. Vậy đó hả? Cây này mình để vô chậu ở đầu nữa có trái. Trái bự lắm bự. Dạ, trái ngon anh ha, dạ, ổ ruby có giá trị nhất bây giờ. Dạ. Rồi hoành cũng 20 luôn. Rồi. Đó, cũng 600 luôn cô chú anh chị ơi. Rồi, mã số mấy rồi? Số 9. Số 9 anh ha. Dạ. Dạ. Rồi tới mã số 10 là cây phong nguyệt quế cô chú. Ủa là xin lỗi. Mai châu thủy. Châu thủy. Nu da đen lá lớn. Cây này có thể mình lọc bớt thôi cô chú anh chị, mấy cái đầu rễ này nó bị cháy nè. Để em để vậy đó chứ thật ra ví dụ mình có tay nghề mình lọc bớt đi, nó cây này nó dư lắm dư rồi. Dạ rồi. Em đo từ mặt bầu lên thì được 50 à. Mã số 10. Dạ, mã số 10. Rồi đường kính bầu 45. Rồi tổng cái hoành đế nó được 1m35. Dạ. Dạ. Rồi đo cái hoành em chỗ này đi. Chích lên đây luôn đi. Rồi nó 47 48 gì mà thôi mới tính 45 thôi cô chú anh chị ơi. Dạ rồi. Cái này thì 1,5 triệu. Mã số 10. Mã số 10. Dạ. 1,5 triệu. Dạ. Đây vẫn còn xanh hết trơn. Dạ. Không chú. Ừ. Nói chung là cái ok nè, đâm chọi chứ nè. Dạ. Rồi 1,5 triệu anh ha. Dạ. Mã số 10. Dạ. Rồi tiếp tục là cây gì đây? Rồi lại đây anh Quý ha. Dạ tiếp tục là cây lộc vừng nghe cô chú anh chị. Lộc vừng. Dạ. Mã số 11. Dạ mã số 11. Dáng nó cũng quái quái ha. Còn thú anh ha. Dạ. Già lắm, già dữ lắm, già là nu lần lần cái này nè cô chú anh chị. Có lưng có chân đồ này. Dạ. Nọ ha. Có cái đuôi nữa nè, có cái đuôi này nữa nè. Dạ rồi. Đó. Một cái con thú mã số 11. Thú ngoài lộc vừng. Dạ lộc vừng. Rồi đo giúp em luôn. Rồi em đo lên gì là được 85.
cái mình dài của nó như vậy được 65. Cây này thì thần nghe cô chú anh chị. Rồi em báo hai cái lỗi. Rồi. Cái lỗi là trên đầu. À đó, cái này thì nó chỉ xuống tới đây à. Cái lỗ mặt cắt. À, cái lỗ mặt cắt nó mà nó kéo nè. Dạ rồi. Còn cái lỗi này. Đây cũng là cái mặt cắt nè cô chú. Nè, em mới khử khử ra thử ha, nó sành nó trắng tư ở nó này nghe cô chú anh chị nó. Nó em không có chám để cô chú anh chị mình xem nó thực tế nha, chứ thật ra là giờ cô chú anh chị mình chám lại. Chứ em không có chám nhiều khi để vậy cho cô chú anh chị xem luôn biết. Dạ rồi. Hai cái lỗi đó đó. Nhiêu đây anh? Dạ mã số 11 em giao lưu cô chú anh chị là 4,5 triệu. Cái này em cũng ship cô chú anh chị là toàn quốc. Toàn quốc luôn đi dạ, ha. Cái này ship được. Toàn già quốc lắm, già cô chú. Coi dạ. Cây lộc này già ha. Đây mặt cắt nó đang cuốn vô nè, nó bị lũa dạ. Nhưng mà nó cuốn vô nè. Dạ. Vậy cô chú anh chị mình đổ keo vô, đổ mấy keo cái điểm vô là nó không có động nước nữa là ok hả cô chú anh chị, tại nó động nước hoài thì nó lâu kéo. Mấy điểm mà cắt nhỏ thì nó cũng kéo bít luôn. Dạ. À, chân cặn nó bỏ này có cái dạ, đuôi nó thoát luôn. Có luôn chú. Dạ nè. À, cái lưng đó nè, quên hết đo cái cổ nó đây. Rồi, đo cái cổ nó ha. Dạ cái cổ đó gì là được 65 đi cô chú anh chị. Dạ. Rồi đo xuống chỗ cái eo bụng đó nè. Dạ cái eo bụng thì được 55. Rồi. Nhắc lại giá cho em luôn. 4,5 triệu ship toàn quốc. Mã số 11 anh ha. Dạ mã số 11. Rồi, đổi anh Quý ơi. Dạ tới mã số 12 là con cái này khá độc đáo nữa nha, cái này có hình ốc sên nha cô chú anh chị. Ốc sên anh hả? Đó, ờ. Cái gan ốc sên luôn đó. Dạ. À, nó quặn là đây cái nó dặn nó lên rồi cô chú anh chị. À, cái này thì thần cũng thần nha, trời ơi cô chú anh chị em rút trong ba chậu ra nha. Cái chồi mồi hả cô chú? Dạ chồi mồi. Cái dáng khá độc đáo ha. Dạ. Một đoạn ngắn thôi nhưng mà nó lắc nó vặn hai ba cái co. Dạ. À, ốc sên. Dạ. Cái này là mình vừa chơi kiển vừa có trái ăn được ha, cái trái nó chua chua ha, mình dầm cá rồi mình nhậu cũng được cô chú anh chị. Rồi. Giữ vị trí này đôi em luôn. Chiều cao nó gì thì có 30 à cô chú anh chị ơi. 30. Dạ, em đo cái hoành. Cái này dạ. Khá độc đáo. Dạ, cái hoành như gì nó tới 80 mấy, giờ mình tính 80 thôi. 80 chiều đi cô chú anh chị đi. Dạ. 80 đi. Chủ yếu là cây đẹp hay không thôi chứ. Từ từ bên đây đi, từ bên đây qua tới đây nó dạ, được bao xa vậy anh? Dạ, cho thì nó được hình dung 45 cô chú anh chị. Dạ 45 ha. Dạ. Cây thì nói chung cây này liền lạc sạch sẽ ha. Sạch sẽ cô chú anh chị nè, nó dặn nè. Chỉ có mấy cái mặt cắt mới này thôi. Dạ mấy mặt cắt mới. Anh dán giấy bạc luôn. Anh dán em tha keo em dán giấy bạc luôn. Dạ. Rồi. Nhiều đây anh Quý ha cây này. Dạ mã số 12 này em cũng giao lưu cô chú anh chị là 4,5 triệu. Cái này em cũng ship toàn quốc cho cô chú anh chị luôn. 4,5 triệu. Cây chồi mồi này dạ. Khá độc luôn chú. Dạ. Kiếm cái dáng này cũng khó. Dạ, cây này nó thần rồi ha. Dạ. Em báo trước là thần rồi, trên chậu em mới sang qua. Rồi, đổi giúp em ha. Dạ, tới cây bông trang. Rồi, tiếp anh Quý ơi. Dạ. Mã số 13. 13 là cây Mỹ Cam. Mỹ Cam trên chậu nha cô chú anh chị. Dạ. Thật ra em còn 4-5 cây ở trên chậu lần mà em cũng quay em nhiều cây quá, em quay một cây tượng trưng thôi nha. Dạ. Chú chị mình cần 2-3 cây thì em gọi Zalo trực tiếp. Nó cũng na ná y gan nha. Na ná y gan gì đó. Rồi cái chiều cao đó gì được 1m4 hả cô chú anh chị? Dạ 1m4. Rồi. Dạ, nó cái tán ngang. Đó, cái tán ngang như vậy là tới 1m8. Tán ngang 1m8 anh ha. Còn xe luôn cô chú anh chị ơi. Mỹ Cam. Đây, Mỹ Cam. Hoa đây cô chú. Hoa đẹp. Vàng tươi. Đó, cây này thần chậu rồi hả cô chú anh chị? Rồi. Do chặt quá không có đi tròn cái tàn được. Rồi vô hoành thân luôn anh. Rất là sáng ha. Này nó cái củ chà bá luôn. Dạ, cái thân nó thóc thần ngắn nhưng mà dạ, nó gì nó là nó 33 lần mà thôi em tính 30 cũng được đó cô chú anh chị ơi. Dạ. Đây, em trừ hao cho cô chú anh chị nè. Rồi. Dữ lắm cái hoành này nè em. Thấp thân thì tầm khoảng 10 sen dạ, nè. Dạ, thấp khoảng 10 sen. Còn cái này em vô có chậu 8 á cô chú anh chị. Chậu 80 á. Dạ. Rồi, nhiêu đây anh? Dạ 3,5 triệu. 3,5 triệu anh ha. Dạ, mã số 12. Mỹ Cam hả cô chú? Dạ, Mỹ Cam. 13 anh ơi, cái này 14 là cây gì đây? 14 tới cây... Cây MME hả? Được không có em? Rồi cây me
Dạ thôi cây me đi. Cây me đi. Cây me này em giao lưu lại. Cây me này hôm nay để đây mà nó ra cô chú anh chị đâm tược đỏ tư hết trơn rồi. Đâm tược đỏ hết trơn cô chú. Đó là cô chú anh chị nhìn thấy cái đọt là biết me gì đó. Me này me ngọt nha. Rồi như vậy là nó được 2m4 đó cô chú anh chị. Cao á. Dạ. Rồi tán ngang nó bay ra tới cái gì luôn. Xin lỗi, nó được 1m6 ha. Còn nó bay ra cái gì? Nó bay ra cái gì thì được 1m1. Cây này mình làm cái dáng bằng trà mà gọn gọn thôi cô chú ha. Là sửa bonsai đại hết sảy luôn. Đó nè, cốt cành. À, ra đỏ tư, đọt đỏ tư vậy nè cô chú anh chị. Dạ. Nè, ra mạnh lắm, mạnh luôn rồi. Nhú nhú nước nước ra hết trơn anh ha, từ lai ra trên đó nè cô chú. Đây nè, nói chung là cây khỏe. Dạ. Đây, nó ra đây. Rồi đo hoàn thành giúp em luôn ha, mã số 14 này to của chú ha, được không anh? Hỗ trợ cái cây quá, cây quá bự rồi. Rồi rồi trừ hao nữa nha. Rồi 1,5m của chú anh chị. Rồi hoàn thành là 1,5m. Dạ bầu thì lớn ha chú, bầu lớn lắm á, nên đo cái đường kính bầu. Dạ cái đường kính bầu tới 1,2m của chú anh chị ơi. Rồi cái cây bứng bầu lớn mà sao không khỏe, cây nó mau làm trồi. Nhú nhú nhiều lắm rồi của chú ơi. Nhú dạ. Tược nhiều lắm rồi. Bên đây cũng vậy nè. À, cái me này cỡ này thì mình yên tâm ha. Nó cũng dễ chứ không có khó. Dạ. Không khó như mấy cây kia. Đây. Đế thì lực anh ha. Dạ đế nở đẹp lắm cô chú. Đế chạc lực. Chạc nở. Em không có làm chú nữa nha. Rồi. Thì thân thì cũng liền lại sạch sẽ. Có những cái điểm chấp nối quái ha cô chú. Quan điểm nối chấp quái từ lúc nhỏ. Dạ. Rồi cây này giá sao đây anh Quý? Dạ cây này hôm nay em giao đô của chú anh chị là 12.500.000. Cái này em cũng ship đi ra bãi cho mình 300 km ha. 12.500.000 thôi anh hả? Dạ. Rất là nặng của chú ha. Dạ, mã số 14. Rồi đổi luôn giúp em ha. Dạ tiếp tục là cây khế ngọt. Cái cổ ha cô chú anh chị. Một cây khế cổ. À, cây này có dáng độc đáo ha cô chú anh chị. Cổ ha. Coi là ổng hay cái lú ha, ổng chặt lú, ổng chặt cái gì nó nù lại chứ rất là có duyên ha cô chú anh chị. Lú ra chặt anh ha. Đó bởi thành ra giờ nó nù những cái chi nó nù nù vậy nè. Mấy cái này là nù hết trơn nè. Nó nù xe loạn như mà khế gần gì đó. Dạ. Giống như khế gần như đó cô chú anh chị. Đó. Cây này thì cái đông cao quá cao mà mình không thể nào mình cắt cục lại được. Mà nếu mà cây này bỏ thì uổng anh ha. Dạ đúng rồi, bỏ thì uổng. Mà để cái cao quá nhiều khi nó dư cái xe khó cũng khó lòng. Đó vậy đó. Lắc lượng vậy đó ha. Ừ. Rồi đế thì cũng khá lắm. Đế khá đế của chú chị. Cây này cao nhiêu đây anh? Cây này. Dạ cây này chắc có 4m đó của chú chị, mà để em đo chắc ăn hơn. Đo luôn đây anh này. Dạ. Rồi. Thì tới mặt bầu đúng 3m7 của chú anh chị ơi. 3m7 bầu. Dạ. Giờ đúng rồi đó anh, 4m luôn tính. Dạ, mặt đất luôn. Là tính cái bầu luôn là 4m đó. Nó cái tán ngang đó gì tới 2m. Dạ rồi. Dạ. Rộng 2m cây cổ quái ha chú. Dạ, cây cổ. Chung là ở đó người ta cũng chặt đồ nó ra những cái dạ. Chi ở trên nó không có dương ra nhưng mà nó nù lại. Dạ, không nó nù lại không à. Rất là có duyên cây ha, quái cây. Nói chung là ý tưởng này nghĩ sao làm vậy cho nên là nó không dạ. Khác biệt lắm. Dạ. Mặt cắt ở đây là nói chung nó muốn liền luôn, có chú chỉ còn chút xíu luôn đó. Rồi. Cái đó cắt ở đây. Hoàn thành giúp em luôn đi. Cái này là mã số 15 nha. Dạ, mã số 15. Rồi em đo chính đây đi. Rồi tính 95 ha cô chú anh chị. Dạ. Tính gần 100 luôn mà tính 95 thôi. 95. Mà chị hao cho chú anh chị ha. Tổng của hình đế là cái đế. Đế rất là có duyên của cô chú anh chị. Dạ, tổng hình đế là 2m7 là cô chú anh chị. Rồi 2m7 tính mít hết trơn. Đế đặt tròn nụ cho nên cây gứa lắm già hết cô chú anh chị nè. Mít chân chặt chân đó, nụ như khế gân, nụ như khế gân vậy anh hả? Ừ. Cái chua mà nó nụ, ủa xin lỗi, cái ngọt mà nó nụ như cái ganh vậy đó. Dạ. Rồi báo giá luôn đi anh. Dạ, cây mã số 15 này em giao lưu của chú anh chị là 12.500.000.
Cái này phải đi xe tải lớn hả cô chú anh chị? 12.500.000. Dạ. Xe tải mà cái thùng phải 4 mét đi mới được mới hết cây này. Đế đây nhìn dạ, rất là đã chú ơi. Đế dạ, nở chạc. Rồi tiếp anh ha. Dạ. Rồi tiếp anh Quý ơi. Dạ, tiếp tục là cây mít nghệ xưa. Mít nghệ xưa của chú ha. Dạ. Cây này cũng ảnh có giới thiệu một lần rồi, chưa xong giá của dạ, chú cho nên là chưa có giao lưu được không nãy. Nghe cô chú anh chị mới đây mở đâm tược hả cô chú anh chị? Nó giới thiệu lại của chú ơi. À nữa gọi cái mấy chỗ này nè, cô chú anh chị xem nó đâm tược trên nè. Cũng dạ. Rồi. Rồi. Chiều cao gì được 2m2 hả cô chú anh chị? Dạ rồi, cao 2m2. Dạ. Cái cận bay nó ra vậy là được 70. Dạ. Nó chỉ vậy thôi anh ha. Dạ. Cái này coi chị chứ không có gì hết nha cô chú anh chị, tại cái dòng nó vậy nha, nó chỉ sam sam mà vỏ thôi nha. Dạ, nó ở trong nè, rất là đẹp đó cô chú anh chị nè. Nó vàng tư rất đẹp đó cô chú anh chị. Cái này thì sống khỏe ok ha. Nãy năm một nó đâm chồi nè. Đây. Mít nó có hiện tượng nó thay da vậy thôi dạ, chú ơi, cho nó dạ, không có bị dạ, gì hết. Đâm chồi. À đây là những cái chồi xanh nó dạ, chấm chấm đó là những cái chấm xanh chồi xanh của nó lên đó cô chú. Cây bộ đế rất là đẹp đó cô chú anh chị. Mít nghề xưa anh ha. Dạ. Rồi hoành thân hoành đế giùm em luôn. Rồi cái hoành thân trước đi. Dạ cái hoành thân thì được 1m1 ha. Dạ rồi, 1m1. Rồi cái cục đế, cái cục thịt nạc, cái cục nạc như này coi. Dạ cục nạc này được 1m7 ha cô chú anh chị. Cái cục nạc u nè anh ha. Dạ, đó. Đây. Nó nở nè. Rất là đẹp đó cô chú anh chị nè. Nó đẩy lên những cái cục nu ha anh ha. Dạ lên nu chứ rất đẹp. Đẩy lên cục nu nè, như cái này nè. Nổi như dãy rồng, dãy rồng. Tức là nó tròn hết nha cô chú, nó dạ, tròn nguyên một cái dạ, cục ở dưới này luôn. Nổi như dãy rồng cô chú anh chị. Ngộ nhá. Tròn đều luôn. Dạ. Dạ. Rồi, đây nha. Thì nó giống như cái phần này nó cũng giống như ở dưới nè cô chú. Nó nu lên vậy nè. Dạ. Lên nu mấy cái đó là hồi đó nó mang trái đó cô chú anh chị, vậy nó lên nu. Dạ rồi, nhiêu đây anh Quý ha. Dạ cái này hôm nay em giao lưu của chú anh chị là 12 triệu, em cũng bao xe tải cho cô chú anh chị là 300 km ha. 12 triệu anh ha. Dạ. Dạ. Xếp 200 cây. Dạ. Dạ, rồi tiếp tục luôn anh ơi. Dạ, cây cuối đi. Cuối cùng là cây xoài. Đây là một cây xoài khá là cao dạ, nha. Thì cắt qua lọc anh hả? Không, tứ quý. À xoài tứ quý luôn hả? Dạ tứ quý rồi chưa ha cô chú, chạy trái tròn nha. Ông chủ nhà ông báo vậy đó. Không có nghĩa là tứ quý là nó trái quanh năm đó nha cô chú anh chị. Rồi. 3m7. Nếu cái này là nó tính bầu luôn là 4m đó cô chú anh chị ơi. Cao 3m7 anh ha. Dạ. Bầu luôn là 4m. Dạ. Rồi. Đường kính bầu dữ lắm nè, đường kính bầu tới 1m luôn. Đường kính bầu 1m. Dạ. Lâu hoành luôn nè. Này cái đế cũng có duyên lắm nè. Còn đo dưới vị trí này đi ha, vị trí này thì 1m4. Dạ rồi. Dạ, bỏ tuốt cho nó đo lên tuốt tới trên này luôn, tới trên này thì được 1m1. 1m1. Dạ. Bỏ là 5 6 tấc luôn đó cô chú anh chị. Rồi. À, có đế cho nè nha. Rồi cái này thì làm bóng mát cô chú, làm bóng mát là bóng mát anh ha. Dạ. Sân rộng rộng cao cao dạ, chú, tại vì nó thoát thân cũng cao lắm nè. Dạ. Cái thoát thân đây. Cái này thoát thân cao lắm chú chị ơi. Nó thoát thân tới đây là tới 2m5 đó cô chú anh chị. Dạ. Rồi cây này giá như thế anh? Dạ cây này hôm nay em giao lưu của chú anh chị là 7 triệu, em cũng bao xe tải là này sẽ đi xe tải lớn nè. 7 triệu anh ha. Dạ. Dạ. Rồi này mà đi mình lên lỗ luôn. Đi mình lên lỗ luôn, lỗ dạ, tiền công bứng, tiền cây rồi tiền xe luôn, nói dạ, chung là không còn gì hết trơn. Dạ. Chú cái này đi ghép ghép đồng đông một xe thì được. Dạ. Rồi dạ, cây cuối luôn anh dạ, anh Quý ha. Cây cuối clip rồi. Dạ thì cuối clip em cũng xin chân thành cảm ơn quý cô chú anh chị đã ủng hộ em như mấy clip trước ha. Thì clip này mong quý cô chú anh chị ủng hộ em tiếp theo. Dạ em cũng xin chúc quý cô chú anh chị mình ngày mới mình vui vẻ ha. Dạ chào mày niềm vui trong cuộc sống. Dạ, em chân thành cảm ơn ạ. Dạ rồi, con cũng chào quý chú luôn ha. Nhớ đăng ký kênh giùm con quý chú ơi. Nhấn chuông thông báo để sớm cập nhật theo dõi những clip mới nhất trên kênh ha. Con xin chào và hẹn gặp lại.